Trong tuần từ ngày 17 đến 24 tháng 5, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 18 ca và 78 ca tay chân miệng, tăng 8 ca so với tuần trước đó. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 692 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, số ca mắc sốt xuất huyết chủ yếu tập trung trong tháng 1 năm 2024 là đuôi của đợt dịch năm 2023. Trong khi số ca sốt xuất huyết giảm, thì số ca tay chân miệng trên địa bàn thành phố ghi nhận gia tăng với 76 trường hợp mắc trong tuần, tăng 8 ca so với tuần trước đó. Bệnh nhân phân bố tại 24 quận, huyện. Ngoài ra, trong tuần ghi nhận 2 ca mắc ho gà, tương đương so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội có 82 trường hợp mắc ho gà và chưa ghi nhận ca tử vong.